Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là tôi này. Hôm nay tôi tiếp tục series nắp sáp Lego 12 con giáp nha mọi người ơi. Hôm nay tôi sẽ nắp con nợ nha mọi người. Quá ư là dễ thương luôn nè mọi người ạ. Lego em nợ này thì có 623 mảnh ghép mọi người nha. Mà không hiểu sao tôi nắp xong thì nó thừa quá trời là thừa luôn mọi người ạ. Thừa phải lửa hôm mất mọi người ạ. Để bóc ra coi này. Lúc này là tôi ráp xong cái chân của em nạn này mới này rồi này mọi người. Tiếp tục nắp tiếp nghe. Tôi thì tôi hay nắp theo kiểu là ráp hết những mảnh lại với nhau rồi tôi mới ghép vào với nhau ấy mọi người ạ. Khúc này là tôi ráp xong hết tất cả mảnh rồi này mọi người. Giờ là khúc gõ các mảnh vào với nhau này mọi người xem nha. Khúc này mới gõ nổ cái bàn luôn ý mọi người ạ. Gõ quá trời gõ luôn mà nó không chịu đi. Đi với nhau ấy. Thế là tôi lại phải dùng tay ấn vào mọi người ạ. Bạc của tôi này mọi người ơi, quá trời đẹp luôn. Thế là tôi được 4 em rồi này mọi người. Mọi người nhấn like và đăng ký kênh để đón chờ video sau nha mọi người ơi. Bye bye.